Mà cái tốc độ di chuyển trong cái thế giới này nó rất là tồi tệ luôn. Tăng tốc độ di chuyển có 25 cubit thôi sao? Các bạn chỉ cần giúp cho mình một like thôi. Mấy cái cubit này đâu phải là vấn đề đâu. Mua. Chào các bạn nha, HB Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Zombie Army Simulator. Đúng vậy, mình sẽ trở thành một chỉ huy, điều khiển một quân đội zombie do chính mình thành lập nên để mà đi tiêu diệt loài người. Tại sao mình phải làm như vậy ư? Mình là kẻ xấu mà các bạn, không giống mình cho lắm nhờ. Thế thì chắc là cũng sẽ có cái gì để cho mình khám phá mà đúng không? Không sao cả, mình với các bạn sẽ cùng nhau đi tiêu diệt loài người nha. Thế thì phải giúp cho mình một like nha, bấm đăng ký kênh nữa, bấm một cái chuông kế bên. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì trong ngày hôm nay, cái sự tồn tại của mình nó sẽ là mối đe dọa cho cái làng chết tiệt này ở đây. Các bạn có thấy ngôi làng nó không? Đúng vậy, rất là to luôn và rất là nhiều người dân ở đây. Cái gì đây? Sao mình lại lấy tay che mặt là như thế nào này? Không sao cả, một xíu nữa mình sẽ cho anh bạn này biến mất ra khỏi cái thế giới này bằng cách là mình sẽ tạo ra một con zombie các bạn ơi. À không, ý mình là một đội quân mới đúng. Đúng vậy, zombie là lũ xác sống đó các bạn ạ. À. Và mình sẽ là chỉ huy của chúng nó để mà đi tiêu diệt cái ngôi làng này. Mà tại sao mình phải làm như vậy ư? Mình cũng không biết nữa. À không, do các bạn không bấm like cho mình á, cho nên là hôm nay mình làm cái xấu cho các bạn xem. Let's go. Đâu rồi? Đây, đây là cái cỗ máy mình tạo ra zombie nè các bạn. Mình cần 150 cái đầu sọ. Yeah, let's go. Let's go, let's go. Những gì đấy? Ok, đây rồi. Wow, yo, mình được quệ binh hoàng gia các bạn ơi. Holy shit, nhân phẩm của mình gì vậy? 2% hả? Really? Ok, trang bị. Đó. Trời ơi, zombie gì quá ngầu vậy? Hình như này sao mấy anh dân làng chịu nói thôi các bạn. Thôi được rồi. Rồi anh bạn nào che mặt hồi nãy đâu? Đây đúng không? Làm sao? Ok, zombie là chơi đó. Chém. Trời ơi, banh xác luôn, xin lỗi nha. Mình là cái xấu mà các bạn không hiểu được hả cảm xúc của người cái xấu đâu, mình cũng không hiểu nè. Trời đó, thằng này nữa. Làm sao, banh xác nè, đợi. Ok, thêm một phát nữa, banh xác. Anh bạn bên đây nữa, anh này cũng che mặt nè. Nào che mặt đâu, che mặt đúng không? Che mặt thì banh xác, let's go, 1000 cái đầu sọ rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục chế tạo các bạn ạ. Đó, để xem coi, cái gì này, sao lại là ngốc, ngốc lần. À, tiếp tục, con ngốc này mình không có lấy đâu. Mình muốn cần những anh xịn xịn thiếu. Đây rồi, hiếm luôn các bạn ơi. Bảo vệ làng, ở gì, sao mà zombie lại bảo vệ làng ở như nào, mình phải khóa hủy nó chứ. Rồi, lại là ngốc nữa, cái cuối nè. Lại là ngốc à, chết rồi, mình đúng là sử dụng hết nhân phẩm của ngày hôm nay mà, trang bị tốt nhất cho mình. Đó, ui ui, đội quân zombie của mình nè. Các bạn thấy không, nhưng bị hai này ngu ngốc nhìn không xịn cho lắm, thôi kệ đi, chơi. Trời ơi, chịu sao mà nói. Sao anh đại Haki luôn hả? Bành xác Haki với chúng tôi, không có hù được mình đâu. Mình sẽ bấm vô cái NBC2 nha, để nó đánh tấn công những anh bạn. Đây như anh bạn cầm cung nè, chơi đó. Ủa cái gì? Lộn người ơi, bên đây mà, quay quay. Đắm. Trời ơi, anh bạn này nhiều máu quá các bạn ơi. Ủa sao anh zombie mình bành xác rồi? Xác sống mà, thế nào cũng sẽ hồi sinh thôi. Gì đánh gọi mắc máu vậy? Vô, anh bạn này phải con người không? Ok, chịu nằm xuống rồi nè. Ở bên này nó có cái sự kiện gì nè các bạn. Oh shit, ở đây chúng ta có những cái con xác sống gì rất là bí ẩn nè. Mà chỉ có 10.000 cái đầu sọ thôi, mình sắp đủ rồi nè. Sắp lên đủ 10.000 rồi. Đang chơi mặt nè, chơi nó. Bệnh xác. Ui, anh này có cả hào quang gì nữa nè. Ui, anh này mạnh lắm các bạn ơi. Chết rồi, quỷ binh hoàng gia của mình. Oh shit. Ok, anh này hồi sinh nè, chơi nó. Hả, à, cái gì? Mới hồi sinh mà. Thời khắc này cũng tới rồi. Bây giờ, chơi nó anh em. Vô. Banh xác. Trời ơi, chịu sao mà nổi. 1.000 xương luôn. Holy shit, đủ 10.000 xương rồi các bạn ơi. Tới lúc rồi, chúng ta hãy chế tạo một anh. Let's go. Trời ơi, một con thần đội luôn. Điều tra viên ma là cái holy shit gì vậy các bạn? Con này xịn không? Con cùi nhất trong 6 con luôn á. 100 cái đầu sọ, 900 máu. Trang bị tốt nhất cho mình. Nó còn mạnh hơn cái con vệ binh hoàng gia của mình nữa các bạn ơi. Thứ gì mà chịu nổi. Hồi nãy giờ mình đánh mấy anh bạn dân làng này thì nó có gớt ra cái não á các bạn ơi. Nghe hơi ghê xíu. Chúng ta có thể nâng cấp cho quân đội của mình trở nên mạnh hơn nè. Chỉ có 20 não thôi. Let's go. Máu với sát thương được tăng lên nữa nè các bạn. Ok, chúng ta nâng nha. 10. Đó, vẫn còn 890. Rồi chơi. Bây giờ thì mình sẽ đi farm tiếp các bạn ơi. Trời ơi, một phát là banh xác mà các bạn, thứ gì chịu nổi. Anh dân làng này mặc cả giáp rồi cả kiếm cả khiên luôn hả? Mấy không biết là mấy anh quân zombie mình chịu nổi không? Chơi, NPC3 nè, đánh nó. Sao còn ba anh vậy? Chết rồi. Không sao, chúng ta còn quậy bên hoàng gia mà. Trời ơi, ôi lại đánh nhau tiếp à. Một chém, hai chém, banh xác. Ôi, anh mặc giáp này cho mình nhiều sọ lắm nha các bạn ơi. Cho mình một lần nó tặng là 1.500. Banh xác, tiếp tục thêm một anh nữa nha. Ôi gì đấy, Anubis là cái holy shit gì vậy? Trời ơi, 22% luôn. Mới level 1 thôi, cộng 400 dam rồi, 3.000 máu. Ước gì chưa nói hả các bạn. Chúng ta sẽ nâng cấp cho anh này lên cấp 10 luôn nha. Trời ơi, 500 sát thương rồi hả? Mình nghĩ là mình phá đảo luôn cái thế giới này rồi hay sao á. Mình đúng là kẻ đồ tể mà, tiêu diệt hết cái ngôi làng này cho mình. Chơi. Ủa, này của ai vậy? Đâu phải có mình đâu. Chúng ta hãy tiếp tục farm xương nào. Nhưng mà cái tốc độ di chuyển trong cái thế giới này nó rất là tồi tệ luôn. Tăng tốc độ di chuyển có 25 cubit thôi sao? Không cần phải suy nghĩ rồi. Các bạn chỉ cần giúp cho mình một like thôi. Mấy cái cubit này đâu phải là vấn đề đâu. Mua. Đại ơi, chạy nhanh lên rồi nè các bạn ơi. 15.000 xương rồi hả? Nhanh vậy. Rồi, banh xác. Banh xác. Cho anh này qua đời đi. Trời ơi. Đó, thứ gì chịu nổi. Cho lên 30.000 xương luôn nha. Anh này có haki nè. Chơi.
ok, banh sát bên kia nữa là xong đúng không? Bây giờ chúng ta hãy random ha, banh hồn ma nha các bạn ơi. Anubis nữa rồi nè, quá là xịn luôn. Let's go, còn hai lần nữa, mua tiếp các bạn ơi. 10.000 xuống rồi quá. Cái gì? Có lửa luôn các bạn ơi, lộ ma cái holy dâu. Con này là 20%. Ồ lại anh Anubis nè, dâu. Toàn mới cho bánh xịn xịn không à. Trang bị tốt nhất cho mình. Mình sẽ cho mấy anh lên cấp 10 hết nha. Mình sở hữu được một đội quân hồn ma vô địch thiên hạ luôn. Cấp 10. Lộ ma lên cấp 10 luôn. Bây giờ không có thằng nào trên cái làng này có thể ngăn cản được mình nữa. Đứa nào? Thằng cầm khiên này hả? NPC3 chơi. Bành sát, trời ơi không kịp thở luôn mà các bạn, không dám ho luôn. Oh my god. Quá được rồi. Mình nghĩ tới lúc chúng ta nên đi khám phá những cái thế giới khác thôi. Chúng ta cần 15.000 xuông. Trong này nó còn có boss nữa. Và có cả gánh nữa. Boss là ở đâu ta? À đây rồi các bạn ơi. Đâu, ai là thủ lĩnh dịch chuyển qua. Chúng ta sẽ gặp thủ lĩnh của cái vùng đất này. À, ông vua luôn hả? Vuông miệng cầm cái kiếm gì nhìn trông sợ rồi đó. Để cho công bằng hơn với ông vua này. Cởi trang bị. Ủa gì vậy? Vô trong này không cho cởi hả? Trời ơi, mình tính nhường cho ông vua này hả, một với anh sát sống của mình mà anh vua này không chịu các bạn ơi. Năm anh lên. Trời ơi, không kịp thở luôn các bạn ơi. Oh my god. Thôi được rồi. Anh thủ lĩnh trong thế giới này quá kém cỏi mà. Sao mà bảo vệ được đất nước được. Đúng vậy. Mà còn cái này là cái gì đây? Xếp hạng. À, chúng ta mua ganh ở đây đúng không? 1.000 não hả? Mua ganh đồng các bạn ơi. Qua vùng đất khác thì mình sẽ gặp được những đối thủ xứng tầm hơn các bạn ơi. Nơi này không thuộc về mình nữa rồi. Viking 15.000 xương. Let's go. Trời tiếc luôn hả? Mùa đông lạnh giá hả? Cái này là che mặt nè. Bành sát cho yếu xìu vậy. Trời ơi, tưởng qua thế giới mới hả? Phải gì đó. Đáng sợ lắm chứ các bạn. Bành sát làm sao mà che mặt cái cổ máy gì đó các bạn ơi, nâng cấp hả? Đâu bấm xem coi. 100 não sửa đổi chắc chắn. Ui có 10% đam nè các bạn ơi, hay á, nâng cấp hết. U được máu rồi, được đúp đầu di chuyển hả? Nâng cấp lên hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tàn sát hết cái khu vực viên Viking này nha. NPC 2, NPC 1 chơi. Áo 1.000 xuống qua đời. Ba mấy anh cầm cung nè, cầm cung của chúng tôi. Trời ơi 5.000 xuống luôn, chịu sao mà nổi. Anh hồng ma này tàn hình hết rồi các bạn ơi. Đánh anh này coi, anh này qua đời đi. Yo chơi con này. Sao anh vậy? Ok, yo qua bên này. Yo mấy anh bạn sát sống này không chịu nghe lời chỉ huy của nó rồi các bạn ơi, thật là tồi tệ quá. Qua NPC 3 chơi cho mình. Ủa thằng này là NPC 3 hả? Bảo sao nó không chịu đánh. Yo thì à, mấy đứa này nó biết nghe lời nha. Trời NPC 3 của chúng tôi cầm chì luôn hả? Ui hình như là sát sống của mình nó đã tới giới hạn rồi đó, nó không quan sát được nữa các bạn ơi. Hồi nãy bị mấy thằng này nó cầm chì đập bởi đầu mấy phát luôn mà không sao cả. Bành sát cầm gì với chúng tôi. Ui cũng qua thế giới tiếp theo tặng 600.000 xuống mới qua được. Khi mà con boss và mua một cái ganh đồng, mình có đủ tiền mua ganh đồng chưa các bạn? 2-1 hết luôn đó, bật lên hết. Cần bao nhiêu não đây? Lên ganh bạc luôn. Cổ máy chế tạo sát sống nè. Ồ ra được bao nhiêu đây? Không phổ biến hả? Con này chỉ cho mình có, trời ơi 30 giây hô thì xét quá là yếu luôn các bạn ơi. Chúng ta phải đi chờ hỏi cái anh boss trong cái thế giới chết tiệt này chứ. Ai là người cai trị vùng đất Viking đây? Let's go. Trời ơi mang bộ giáp quá ngầu, hai cái ghiều, hai bên vai còn có cả đầu sư tử nữa các bạn. Hơi bị sợ rồi đó. Để công bằng hơn thì có cho không? Không luôn hả? Chơi nó anh em. Ui anh này mạnh hơn anh vua. Ơ gì vậy? Mới khen mà sao kỳ vậy? Mình chỉ mới khen thôi mà các bạn, chưa kịp nói gì luôn á mà nó banh sát rồi. Sao mà thở nổi được với quân đội của mình hả các bạn? Tiếp tục nào. Qua thế giới gì đây? Cát hả? Let's go. Hết luôn sọ các bạn ơi. Ui thế giới xe bạc. Ở đây nó có cái gì nữa này các bạn ơi? Chỉ số hả? Một cái khu để cho chúng ta xem được vùng đất này có con gì, có con gì thôi. Nó giống như bộ sưu tập vậy đó. Ok thế giới không có gì mới hết sao? Ui ở đây có mấy con gì đây? Mua bằng não luôn hả? Hình như là thế giới đầu tiên của mình nó cũng có một cái các bạn ơi. Để mình thử quay về nha. Đây nè các bạn ơi, nó chỉ có 2.000 thôi mà vẫn bán bằng não luôn, mà không biết này là cái gì nữa. Tao tại mình thử đầu tư mua thử cho các bạn xem nha. Let's go. Một con zombie khổng lồ, nó sẽ là phương tiện di chuyển của mình các bạn ơi, chứ nó không dùng để tấn công người khác. Tí nữa là mình mua con kia là phí tiền rồi. Con này là Titan 300 bút mà chỉ để cho mình cưỡi lên người thôi sao? Không đáng mua một tí nào hết. Tí nữa thôi là mình đã dùng cái bút bậy bạ rồi, mẹ mình sẽ buồn. Nhưng mà xem, ở đây rồi chúng ta hãy quay lại vùng đất cát để mà càng quét luôn cái thế giới này nha. Ủa cái gì? Đầu tiên là NPC 1, đứa nào chơi mắt cho nó tan biến hết. Này chơi mắt đúng không? Bành sát, đứa nào chơi mắt nữa này đúng không? Bành sát. Ở đây cũng có cụ máy chết tiệt gì nè. 135.000, nó có mạnh hơn mấy anh hồn ma mình không? Thử mình thử nha các bạn ơi. Tắt đi. Ok chế tạo cho tôi coi. Không phổ biến là sao? Con này combo bao nhiêu? Có sao sao vậy? Trời ơi nó tệ hơn rất nhiều so với cái con 10.000 xương của mình luôn á các bạn ạ. Mấy con hồn ma của mình là vô địch thiên hạ mà. Ở được rồi, tiếp tục farm xương cho mình. Đứa nào che mắt thì cho nó đang biến. Che mắt của chúng tôi. Trời ơi 54.000 xương hả? Mấy anh bên này cho nhiều xương quá vậy. Thôi được rồi, vì là mình hơn 1 triệu sọ, mình trở thành triệu phú đầu sọ luôn rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ dùng não nha. Nâng cấp cho anh bạn này mạnh hơn nữa. Cho lên cấp 20 hết. Để mà mình càng quét luôn cái khu vực này càng nhanh càng tốt nha các bạn ơi. Cái gì đây? Chúng ta cần phải lên ganh. Vì vậy cho nên mình phải chừa não lại cái đã. Mình sẽ không đánh ai che mắt nữa. Chúng ta sẽ đánh nhau với NPC 3. Mấy anh cầm kiếm nhà chơi nó. Trời mấy anh này bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn rồi đó các bạn ơi. Mấy thằng sát sống của mình cuối cùng nó cũng đã bắt đầu khó khăn rồi. Mà nó chưa hang khổ đâu đúng không? Một phát, hai phát, không quan sát được là sao? Mình cần sức mạnh quan sát các bạn hiểu không? Tăng cấp tiếp cho mình. 16, 17, 18, 19. Ôi mấy anh này bây giờ không chịu nổi luôn, không được thở. Đúng vậy, một phát là banh sát.
Trời ơi, hai anh sát sống của mình bánh sát rồi. Oh my god. Được rồi, ngưng. Đợi cho anh này hồi sinh đi rồi chúng ta hãy tiếp tục farm xương nha. Mà anh sát sống hồn ma của mình nó còn có khả năng hồi máu nữa các bạn ơi. 3, 2, 1, hồi sinh. Đó, chúng ta cần tới tận là 23 triệu xương luôn hả? Tại sao nó có thể nhiều đến như vậy nhỉ? Ok, không sao cả, tiếp tục farm xương cho mình. Hay là mình tiêu diệt anh chủ của vùng đất này luôn đi là lên được 23 triệu luôn á các bạn ơi. Chúng ta hãy qua chào hỏi thủ lĩnh của anh vùng đất cát nha. Let's go. Trời ơi, pha lê ông hả? Holy shit, mình hơi bị sợ rồi đó. Ủa, đầu rắn hả? Thôi được rồi, anh bạn này chắc cũng không cho mình một đâu. Thế thì quân đội mình đâu rồi? Chơi. Rồi, một phát, hai phát, cái cuối bánh xác. Trời ơi, chịu sao mà nói. 25 triệu cái đầu sọ rồi. Để mình xem coi là mình có thể nâng cấp ganh lên chưa nha. Ở đủ luôn nè, như vậy mình lên ganh vàng luôn rồi đó hả? Sao mà có thể nhanh như vậy nhỉ? Hay chúng ta hãy tiếp tục farm xuân để mà qua luôn vùng đất tiếp theo nha. Chỉ còn mình 23 triệu thôi mà. Dữ rồi, thôi được rồi. Chúng ta hãy tiếp tục qua thế giới Ninja Garden nha. Ôi, quả tên sao nghe nó Nhật Bản quá vậy các bạn. Wow, mấy anh sát sống bên này nó còn không có mặc đồ nữa. Rồi mặc rồi nè, cái gì? Đâu, mấy anh này là người mà quên mất. Mấy anh này che mặt nữa rồi sao, ai cũng che mặt hết vậy. Nó che mặt kìa, cho nó đang biến. Ôi, anh này che mặt nào còn có cả nón lá hả? Bánh xác, đứa nào che mặt nữa? Anh này đúng không? Bánh xác. Rồi, bên này cũng có bán núi nè, cũng có ganh. Rồi, chỉ số boss hả? Lại thêm một khu vực cho chúng ta xem về chỉ số của những con boss. Và ở đây cũng có cỗ máy chế tạo zombie 5 triệu sọ. Ok, chơi thử một con coi. Anh Zombie Ninja bên này có mạnh không nha? 132 hả? Là có mạnh hơn hồn ma của mình chưa ta? Trời, muốn gần bằng luôn rồi nè các bạn ơi. Hình như cuối cùng là mình đã tới được vùng đất của mình thuộc về rồi đó. Tại vì anh hồn ma mình cấp 20 lận, anh này mới cấp 1 thôi mà đã 132 rồi. Thế thì mình sẽ nâng cho anh bạn này lên thử cấp 10 xem coi. Cấp 10, sát thương 155. Hình như chưa đâu các bạn ơi, chúng ta cần phải qua thêm vùng đất tiếp theo nữa thì mới thực sự là đã tới nơi mình thuộc về á. Mà anh này nâng cấp tốn não chứ trời. Còn gì nữa không? Để mình đi hết vùng đất này coi. Đây là NPC 2 đúng không? Anh em, vô, chơi nó. Chịu sao mà nói. Ninja với chúng tôi. Đâu, thế anh mấy anh bạn NPC 3 được nào đâu. Ui, vùng đất bên này đẹp quá. Samurai luôn á, holy shit. Anh Samurai này chắc chắn là rất là lực đấy đúng không? Đâu, để xem coi lực thế nào. Một phát, hai phát, ba phát nó bị banh sát các bạn ơi. Đúng là mấy Samurai bên này cũng là đáng sợ hơn rất nhiều đó các bạn ơi. Nhưng mà vẫn không chịu nổi đội quân sát sống của mình các bạn ạ. Tiếp tục, vô gặp thủ lĩnh luôn. Không cần phải tốn thời gian nữa. Thủ lĩnh của hả vùng đất ninja là ai đây? Cái gì đây? Ôi, không mặc đồ hay vậy? Sao nhìn xám xịt vậy? Cho tôi xem bộ quần áo được không? Đấy rồi các bạn, cuối cùng cũng chịu mặc quần áo vô rồi nè. Nhưng mà chắc cũng không có chịu một đâu đúng không? Anh em quân đội sát sống mình đâu? Chơi! Trời ơi, thật có thiệt là thủ lĩnh của vùng đất ninja không vậy các bạn? Chuẩn bị bánh xác rồi nè. Anh ma Anubi của mình, oh my god, vẫn không nằm xuống luôn. Yo, mình nghĩ là mình chỉ cần bỏ thời gian ra thôi là cái vùng đất này mình cũng có thể càng quét được luôn ấy các bạn ơi. Mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng đã đến luôn cái thế giới của Hoa Anh Đào rồi, đánh nhau với Samurai rồi lại tiếp tục khám phá một cái thế giới khác, nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 6 giờ chiều nha. Đừng quên là giúp cho mình một like để cho sức mạnh của bút của mình càng trở nên mạnh mẽ. Bấm đăng ký kênh nữa và cái chuông kế bên, khi mà mình ra video mới á các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành. Bye bye. We'll be right back.